Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong Ted & Try Sunday ngày hôm nay. Ok, vậy là sau một lượt series Ted & Try đã đi qua thì Ly cảm nhận thấy là Ly đã nhận được rất là nhiều yêu thích của các bạn cũng như là sự quan tâm của các bạn với series Ted & Try này, và đó là lý do tại sao mà Ly tiếp tục thêm 10 cái Ted & Try nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái Ted & Try cùng với giveaway rất là to. Và nhân vật ngày hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ là một cái bạn trông khá là xinh với bao bì limited edition. Đấy chính là bạn Uhui Unlimited Cover Cushion Moisture, theo dạng kiểu là thể dưỡng ẩm cho cái da của mình. Và ngày hôm nay tự nhiên Hà Nội rất lạnh, lạnh dã man luôn, kiểu hôm qua vừa mới mưa xong hôm nay lạnh cực kỳ. Hôm nay lại có một chiếc áo sweater màu hồng rất hợp với cả cái concept này. Và đây là cái bao bì limited edition của Uhui kết hợp với Asiana Airlines mà Ly đã được Uhui gửi tặng khá là lâu rồi. Ly chỉ có một số 01 thôi và Ly đoán là một số 01 sẽ hơi bị sáng cho cái da của Ly, tại vì bây giờ da của Ly các bạn có thể nhìn thấy là nó tối hơn mấy hôm trước rồi, tại vì Ly vừa có một chuyến đi Phú Quốc về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu mổ xẻ bạn này luôn. Dã man, Ly không biết lý do đằng sau cái sự kết hợp này của giữa Uhui và Asiana Airlines là như thế nào, nhưng mà Ly thấy đây là cái packaging khá là điệu đà dành cho bánh bèo và cực kỳ nữ tính. Chúng ta sẽ mở ra nhá. Và đây là miếng bông mút này. Và đây là bao bì bên trong thì Ly nhìn thấy cái màu này Ly cũng đã đoán là nó sẽ bị sáng hơn da mặt của Ly. Thì chúng ta sẽ cùng thử bạn này lên trên mặt nhá. Ui, nhiều phấn dã man này. Đấy, chắc chắn là sáng hơn da mặt của Ly rồi. Sẽ hy sinh một ngày đi ra đường mà tông mặt không hợp với cả tông foundation để có thể test and try cho các bạn ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Ok, vậy như thường lệ thì Ly sẽ dùng bạn Smashbox Primer Water. Ly biết là có một số cái test and try Ly bị quên mất không dùng bạn này, nhưng mà thôi, hôm nay nhớ rồi thì chúng ta sẽ dùng nhá. Các bạn xịt nó như xịt khoáng thôi. Da của Ly hiện tại thì Ly mới chỉ có làm lông mày này, đánh mắt với cả chải mascara thôi, còn chưa hề làm bất cứ cái gì ở phần da mặt. Thế nên đây không phải là mặt mộc mà đây sẽ là da mộc nhá. Tại vì Ly thấy là có rất nhiều bạn kiểu thắc mắc, ui dồi ôi, mặt đấy mà mặt mộc một tấn phấn lên mặt rồi. Ừ, mới có phấn mắt thôi. Một lần ấn này, che phủ có vẻ bình thường, chưa thấy nhiều lắm. Thì ấn thêm một lần nữa nhá. Vì da mặt Ly hiện tại bây giờ cũng đang rất là ít khuyết điểm ấy, thế nên là nếu mà ấn một lần nhẹ vẫn chưa che được hết, chưa làm cho mình cảm thấy là cái lớp này của mình ổn, thì nghĩa là nó che phủ cũng bình thường, không thể nào được gọi là ultimate cover được. Che cái phần mũi này, cái phần mũi của Ly là cái phần mà nó kiểu gọi là dễ bị đỏ ấy. Ly hay bị đỏ phần mũi lắm. Là lấy lần thứ ba rồi này. Màu thì rất là sáng rồi. Và đây là một nửa khuôn mặt của Ly. Bên này là chưa có make up này, còn bên này thì có rồi. Thì đúng là nó có kiểu nâng tông toàn bộ cái phần da mặt bên này của Ly lên. Với cái lớp nền này thì Ly nghĩ là nó sẽ chỉ được cái độ che phủ là light đến medium, nghĩa là độ che phủ nhẹ đến trung bình mà thôi, chứ nó sẽ không được cái độ che phủ quá cao. Thế nên là bạn nào mà có cái làn da mà ít khuyết điểm thì sẽ dùng được bạn này. Còn nếu mà bạn có nhiều khuyết điểm thì Ly nghĩ là bạn này hơi khó dùng, và cũng như là sẽ cần phải thêm một chút concealer nữa, nghĩa là kem che khuyết điểm nữa. Khi mà các bạn dùng cushion hay là foundation mà nó bị sáng màu hơn da thật của mình ấy, thì các bạn nhớ là phải đánh các phần cổ, chứ nếu không nó sẽ bị khác biệt quá là nhiều và nhìn không đẹp tí nào. Ok đâu. Và đây là gương mặt Ly sau khi đã hoàn thiện hai bên da mặt của mình. Thì Ly nhận thấy là cái phần mũi của Ly thì nó vẫn bị đỏ. Không hiểu sao nó bị đỏ, Ly cũng hơi cảm thấy hơi ngứa ngứa mũi, nhưng mà nó vẫn còn rất là đỏ so với các phần khác da mặt hiện tại. Ngoài ra nữa, Ly có một cái vết mụn ở đây mới nặn xong thì nó vẫn còn hiện hình được khá là tốt. Đánh tan thế không che được đâu mọi người ạ. Thế nên là Ly có thể kết luận được bạn này là độ che phủ light, không được đến lên medium ý. Tại vì nếu medium thì nó đã che được cái vết mụn này của Ly rồi, và nó cũng đã làm cho cái phần mũi của Ly đỡ đỏ hơn rồi. Còn lại cái phần da khác thì cũng ok, tại vì trộm vía là da của Ly hiện tại bây giờ là da đang không có khuyết điểm mấy, thế nên là nhìn trông nó khá là ok và hoàn thiện. Nhưng mà Ly nghĩ là nếu bạn nào mà da có khuyết điểm hay là da có những cái đốm nâu thì cái bạn này sẽ che phủ hơi khó. Các bạn nhìn thấy là da của Ly đang bóng lộ đấy cả lên, đang rất là bóng. Nó kiểu bóng theo dạng như là, đây có phải là bóng healthy không? À, so với những cái loại cushion mà Ly đã từng dùng thì Ly không thích cái độ bóng này lắm, và nó làm cho da Ly hơi kiểu khuyết điểm, kiểu cảm thấy là da mặt mình nó không được mịn ý. Cảm giác như là cái bề mặt nó không được mịn màng, cái lỗ chân lông của mình nhìn rất là rõ, cũng như là những cái khuyết điểm, những cái đốm nâu nhẹ nhẹ, và kiểu nó lộ rõ cái phần lỗ chân lông ở mũi luôn ý. Thế nên là Ly nghĩ là bạn này cũng không phải là một bạn quá xuất sắc về mặt che phủ cũng như là cái độ tự nhiên của nó lên trên da. Và đây là khuôn mặt Ly sau khi đã sử dụng bạn này xong, thì theo như Ly nhận thấy thì bạn này độ che phủ nó chỉ được đến light thôi và lên một tí thì tí về medium. Độ tự nhiên lên trên da thì Ly không thấy tự nhiên lắm, tại vì nó vẫn còn nhìn thấy những cái lỗ chân lông. Độ bóng thì Ly thấy nó khá là bóng đấy ạ, nhưng mà nó lại không làm cho mình cảm thấy là kiểu da mặt của mình được bừng tỉnh. Thế nên là Ly cảm nhận thấy bạn này hiện tại bây giờ Ly mới chỉ có thể cho bạn ấy khoảng 7 điểm mà thôi. Thì bây giờ là 11:33 và chúng ta sẽ ghi cùng nhau cả ngày xem là liệu
với bạn này thì cái thời tiết Hà Nội đang lạnh lạnh như này nó có phù hợp hay không, nó có làm da của Billy bị mốc không và nó có làm cho những cái lớp phần nó bị bong ra hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem với nhau nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau tiếp theo. Và đây bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh là làn da của mình với bạn này như thế nào trên cái máy G7X này. Thì Ly cảm nhận thấy ấy, là với cái khuôn mặt phía bên này của Ly thì nó cũng được, nó vẫn còn cái vết sunspot của Ly đây và có thể nhìn thấy nhưng mà trông cũng khá là mịn. Còn bên này ấy, thì cái lỗ chân lông nó to hơn một chút thì nó lại kiểu nhìn làm rõ cái lỗ chân lông đấy hơn ấy. Nó không làm cho mình cảm thấy là da mình được đẹp hơn hay là như thế nào cả. Chưa kể là nhá, cái phần trán này này, nó cũng kiểu cảm giác nó cứ không mịn màng kiểu gì ấy. Và đây nó cũng không che phủ được cái phần nốt mụn này của Ly, mặc dù cái nốt mụn này của Ly là nó đã hết rồi, quanh mũi quanh mồm vẫn kiểu đỏ đỏ. Nói chung là Ly không tin tưởng bạn này lắm. Nhìn chung cho đến bây giờ thì Ly đã nhận thấy là bạn này không hợp với cả da ai mà đang lão hóa rồi. Da các bạn mà chưa lão hóa thì dùng ok, còn da nào mà lão hóa rồi thì dùng hơi khó chịu một chút đấy. Đây là lớp nền ở phía bên ngoài đường, bây giờ là 1:50 chiều. Cũng được, nói chung là chị nhìn nánh ở ngoài ấy, chị thấy cũng ok, không phải nỗi lắm. Nhưng mà nhìn ở dưới đèn quay thì trông hơi kinh thật, ở ngoài thì được. Lúc mới nắng lên không đến nỗi sáng quá nhỉ. Vâng, đúng không? Vừa nỗi sáng quá vừa, mà đến bây giờ nó không chưa ra nhiều dầu lắm. Tại vì hôm nay cũng không nắng mà. Đây cho mọi người nhìn kỹ hơn cái mũi này. Chiều và sau một cuộc thử ba cái áo và hai cái quần thì đây là da của Ly. Cho mọi người xem nhé. Cô Ly thử áo có cổ ấy nên bị bong bớt đi phần này. Chào mọi người, bây giờ đã là 7 giờ kém rồi. Mình mới thay áo, tại mặc cái áo này cho nó thoải mái. Bây giờ mình chuẩn bị đi xem bóng đá thì đây. Đã lem mascara rồi này. Lem. Xong rồi cái mũi thì Ly thấy là nó cũng bong hết sạch rồi. Đi mua đồ á, thay đồ hay nên nó cũng bong bong rồi. Cái này cũng bong rồi. Ok, bây giờ đã là 11:51 rồi. Thế là chúng ta đã được 12 tiếng với cái mặt này. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là mascara của Ly đã bị kiểu bong hết ra. Mặc dù bình thường nó không bong đâu, chả hiểu sao hôm nay bong. Còn ngoài ra thì Ly thấy là mũi cũng bong gần hết rồi này. Hai bên này cũng bong và kiểu mặt nó cứ ngơ ngứa. Hai phần mũi chả hiểu sao. Phần này thì càng ngày càng lộ rõ này. Như Ly nói ngay từ ban đầu ấy, bạn nào mà nó có da đẹp mà không có nhiều khuyết điểm thì nên dùng bạn này. Còn nếu như mà da bạn nào mà hơi nhiều khuyết điểm một chút thì Ly nghĩ bạn này không phù hợp đâu. Tại vì nó che phủ rất là nhẹ nhàng thôi chứ nó không có quá nhiều. Và Ly thấy là cái độ dưỡng ẩm thì nói chung là cũng ok, cũng có dưỡng ẩm đấy. Thì hôm nay Ly không thấy là mặt Ly bị mốc. Nhưng mà cái phần ở xung quanh mũi này và cũng như phần mồm này thì tại vì mình cử động nhiều ấy, thế nên là nhìn thấy rõ cái phần gọi là phấn nó bị đọng lại ở những cái rãnh từ trên mặt của mình. Còn ngoài ra thì đây, nó cũng dầu toàn mặt thôi như các loại foundation khác. Hôm nay thì tầm kiểu 21 độ, xong rồi 16, 18 độ gì đấy. Nói chung là không quá nóng nhưng mà Ly cũng có ở trong ngoài trời này, có ở ngoài đường này, đi xe máy các thứ. Thì đây là khuôn mặt hiện tại của Ly. Nếu mà bảo Ly mua thì chắc là Ly sẽ không mua lại bạn này đâu. Ly sẽ dành tiền để mua các bạn khác tốt hơn mà Ly đã review cho mọi người rồi. Thế nên là mọi người có thể xem lại video đấy cô đi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần giveaway. Và như thường lệ thì mỗi Tết Đẹp Trai chúng ta sẽ đều có một cái giveaway. Và giveaway lần này thì Ly sẽ giveaway tất cả các bạn Ohui Ultimate Cover Cushion Moisture mà Ly có hiện tại ở trên tay. Đầu tiên sẽ là bạn mà Ly đã vừa test xong, tại vì Ly cũng không thích bạn này làm thế nên Ly không giữ lại đâu. Và bạn nào mà nhận bạn này thì sẽ được tặng thêm một cái lõi đi kèm. Đây, nghĩa là ở trong này là có một lõi rồi, lõi Ly đã dùng một lần. Sau đấy các bạn sẽ còn một cái lõi đi kèm nữa. Và đây sẽ là một bộ này, màu hồng với nhau. Bên cạnh đấy thì Ly cũng sẵn xem một bộ nữa, một bộ màu đen cùng dòng thôi. Nó chỉ khác nhau mỗi bao bì thôi. Cùng là Ultimate Cover Cushion Moisture màu số 01 hết. Và đây sẽ là bộ thứ hai nhé. Các bạn sẽ có một bộ đen và một bộ hồng. Và bạn nào mà thực sự cảm thấy là sản phẩm này phù hợp với nhu cầu và cũng như là phù hợp với sở thích cá nhân của bạn,
và cũng như là làn da của bạn thì hãy tham gia giveaway đi nhé. Thì lại ra sao, như thế nào thì Ly sẽ để ở phía dưới description box, và hãy nhớ xem và cũng như là hãy tham gia cùng Ly. Ly hy vọng những sản phẩm này sẽ được đến tay người dùng thực sự, chứ Ly không muốn là các bạn nhận quà giveaway của Ly xong rồi bán đi đâu. Đừng nhá, đừng bao giờ làm thế với Ly, tại vì đây đều là những cái sản phẩm mà Ly rất là trân trọng nó. Mỗi khi mà brand cũng như là nhãn hàng gửi tặng đến cho Ly, thế nên là Ly cũng mong là các bạn cũng sẽ trân trọng sản phẩm này và sẽ dùng thử với bản thân mình. Nếu các bạn không hợp thì hãy cho người thân, cho người nhà, chứ đừng bán bạn ý nhi nhá, khổ thân lắm. Thế thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc video ngày đây. Bye bye mọi người. Mua.